Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bỏ học. Vào đầu mỗi năm học, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực kêu gọi, huy động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất quà được trao đã góp phần viết tiếp ước mơ đến trường cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm cứ vào dịp năm học mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng là tổ chức chương trình trao học bổng cho các em sinh viên con hộ nghèo vượt khó học giỏi. Với nguồn kinh phí từ Quỹ vì người nghèo, chương trình bắt đầu triển khai từ năm 2019 đến nay đã có 274 sinh viên được nhận học bổng, tổng kinh phí gần 1 tỷ 400 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp các hộ nghèo giảm gánh nặng đóng học phí cho con em trong suốt quá trình học tập tại các trường đại học. Học bổng này giúp coi như là công nhận những sự cố gắng của em cũng như là các bạn trong quá trình học tập, và học bổng này có giá trị rất là lớn đối với em và cũng có thể là hỗ trợ em đóng một kỳ tiền học phí của mình. Không chỉ ở cấp thành phố, tại mỗi địa phương, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở cũng đồng loạt tổ chức các chương trình trao học bổng cho các em học sinh sinh viên hộ nghèo vượt khó học giỏi. Huy động sự chung tay của cộng đồng xã hội, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp đã trở thành nhịp cầu nối để sự hỗ trợ giúp đỡ đến với những trường hợp khó khăn, giúp các em viết tiếp ước mơ đến trường. Cảm xúc của em rất là vui và rất là tự hào khi mà được nhận cái phần học bổng này. Và nói chung là hỗ trợ được các bạn rất là nhiều, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn về mặt tinh thần nữa. Trao học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là một chủ trương góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của thành phố. 3 năm qua, từ năm 2020 đến năm 2023, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố vận động được hơn 91 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ hơn 5.400 học sinh sinh viên nghèo.